Nên cái người mà khổ đau gì trong cuộc đời này mà chỉ cần nghe được pháp môn tịnh độ, nghe được danh hiệu A Di Đà Phật là người này là người đại phước trong cuộc đời này. Vì sao quý vị khổ đau nghèo nàn mà nói quý vị là đại phước? Vì quý vị hưởng cái phước ở thế giới cực lạc mới gọi là đại phước. Còn bị hưởng cái phước ở thế gian là lậu phước, là nó nay tiền gì mai khác đó. Nên mỗi người mình phải hưởng cái phước ở cực lạc Tây Phương. Nên lúc Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế, Ngài nói một câu rằng phước ở thế gian cho người ta hưởng đi. Vì ta từng nghe Ngài giảng, vì sẽ nghe câu này: phước thế gian đưa cho người ta hưởng đi, có đưa cho người ta hưởng đi. Quý vị thấy tôi làm có nhiều cái là tôi làm theo con đường Hòa Thượng giảng đó, hiện tại tôi cũng có phước mà tôi đưa cho người ta hưởng hết á. Giỡn đâu. Quý vị vô phòng thì Đức vị thấy có để cái giống gì ăn uống riêng biệt không? Không có tủ lạnh, không có gì chứ. Ở chặt chội. Nằm ngủ thì kế bên là cái bàn giảng pháp. Có khi mà chỉ cần lăn qua cái đầu chúng vô cái cụp sưng cái đầu. Chặt đến mức vậy á. Còn trong phòng đâu có cái bàn ghế gì mà ngồi riêng biệt đâu. Nó chặt quá. Mà trong khi á, một tháng, một năm xài biết bao nhiêu tiền mà xài cho người ta không? Mà cứ nghĩ ăn uống cho các cụ từng chút, tính cái này tính cái kia, dù là bận chuyện nhưng cũng phải suy nghĩ các cụ ăn món gì để kêu nấu. Nấu món đó rồi qua ăn miếng coi thử coi, có khi không có ăn nhưng mà húp miếng nước thử coi cái món này mấy cô nấu ngon không, để điều chỉnh lại để nấu cho các cụ ăn ngon. Đó. Thấy không? Mong cái phước cho người ta hưởng. Vì tôi muốn hưởng ở cực lạc. Muốn hưởng cực lạc thôi. Ở cõi này hưởng đâu có tồn tại đâu quý vị. Nên cái người mà có chí hướng sâu rộng thì đừng có hưởng ở cõi đời này. Nên khi mà biết tu rồi, anh em đồ nó giành giật của cải với mình cho nó hết đi. Đừng có giành giật nó chi cho nó mệt. Tại mình muốn hưởng cái ở phước cực lạc. Nhưng yên tâm đi, nó đã có phước rồi, cho nó đầu này thì nó có đầu kia còn nhiều hơn nữa. Lo gì cho nó mệt thêm nữa. Yên tâm. Quý vị hưởng được cái sự an lạc của nội tâm tuyệt vời lắm. Nhưng mà không có thiếu đâu, bậy quá. Cái người niệm A Di Đà Phật mà thiếu thì ai mà niệm Phật? Niệm A Di Đà Phật mà thiếu niệm làm gì? Nhưng mà do mình chi cầu nên cái sở chi chướng đó nó chướng ngại cái phước mà không sanh. Chứ nếu như vì người mà đừng nghĩ vì mình thì phước sanh liền gì đâu. Nên mình là tu hành á, mình vì người mình đừng có nghĩ tổn hại mình thì phước sanh liền à. Vì cái chướng ngại đó nó bị xóa tan rồi. Còn mình thường là mình làm bao nhiêu việc vì người mà mình sợ mình bị tổn thất không à, mình còn tính toán so đo. Nên cái phước nó đâu có sanh đâu. Nó mà cả cái tâm mình lâu ngày cũng nghi pháp của Phật. Mười mấy năm nay tôi làm, tôi không còn nghi một chút nào. Tôi thấy tôi làm hết lòng hết dạ, xả tay luôn. Tôi thấy rõ ràng luôn. Bây giờ điển hình đi, chùa mình đi, những đức nói thật chứ. Bây giờ máy nghe pháp, máy niệm Phật bây giờ nó phổ biến, đừng có nói nữa. Quá trời luôn. Mà tôi nói thiệt chứ. Nói mà tôi đặt máy gì đó nghe mà tôi đưa ra cho quý vị. Nếu mà tôi nói một tháng mà tôi thống kê lại nghe, tôi lờ nhiều lắm á. Chứ không phải ít đâu trời. Tôi thấy một chút tôi cũng tính lắm. Tại tôi nghĩ nuôi mấy bà già nhiều quá. Cái việc gì tôi khỏi lo thì tôi đừng có lo tới. Chứ nếu mà cái gì cũng bắt tôi phải tính, phải lo chứ thì chịu không nổi. Nên máy đặt xong rồi là tôi đưa quý vị là tăng lên chút. Để nó có lên xuống gì, nó nằm im gì. Với thêm dư ra cái đó tặng cho người ta. Khỏi lo cái mạng đó, hiểu chưa? Đó, niệm gì người. Chứ không thôi mà mai mốt mà người ta mà đi tìm hiểu, người ta nói trời ơi ông thầy Đức, máy ông bán có lờ đó trời. Kệ, bây giờ mình nói thẳng đi, ai muốn nói gì người ta nói. Đúng quý vị, nó hay hơn. Không có giỡn đâu. Làm bao nhiêu chuyện quý vị coi, nào là đặt tượng Phật, nào là làm tặng máy niệm Phật, máy nghe pháp, tặng nhiều lắm, có giỡn đâu nghe. Những đức mà nói mà gặp những đoàn xa xa là những đức tặng hết trơn người ta đó. Nhiều lắm á. Nên từ nó đó mà mình lễ lọc vì thấy như đức tặng đồ được không, quá trời. Mà thêm mấy ngàn người nữa. Nên ông thầy ông làm sao mình cũng khỏi cần suy nghĩ tới. Nhưng làm dữ quá. Thấy không?
Đó, nên á, hồi sáng anh Đức có viết một câu nè. Một người còn sai mà họ làm rất nhiều việc lợi ích cho người, ta không nên phanh phôi việc sai của họ. Nếu làm vậy thì hại người. Hiểu không? Cái này là cái câu mở rộng ra mà nhắc mình nè quý vị, nhắc những Đức luôn. Tại vì họ còn sai, cái sai đó quả báo họ tự chịu đi. Nhưng họ lại có cái tâm phát ra lợi ích cho quá nhiều người, mà mình đi phanh phôi họ là mình đang chặn cái lợi ích của chúng sanh, là mình đang hại chúng sanh. Hiểu không? Nên khi quý vị học Phật Pháp, đi đâu gặp người này người kia, nên cân bằng cái việc làm của người ta nghe quý vị. Cân bằng cái việc làm của người ta. Đây là chúng ta đang nhắc nhau đó. Chúng ta ưa nhìn có một điểm nào thôi à, là mình sai đó. Không khéo mình thâu nghiệp lớn trong cuộc đời đó. Những cái điều nhắc này hay lắm đó. Nhớ đó. Nên mỗi một con người mình gặp tịnh độ này phải kiên cố cái tâm mà tin. Cái người mà nghe pháp môn tịnh độ này không đơn giản đâu. Không đơn giản đâu. Quý vị coi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà giảng về pháp môn tịnh độ, về thế giới cực lạc, mà nhóm A Xà Vương Tử mà 500 người mà ngồi nghe, ngồi nghe xong mà trong lòng quá trời hoan hỷ rồi. Cầm lọng vàng đồ này kia đồ đến để mà đứng lên cung kính đảnh lễ Phật, đi nhiễu Phật, cung kính cảm ơn Phật, rồi xong tiếp tục ngồi xuống nghe nữa. Quá hoan hỷ, quá vui rồi. Trời ơi, giờ con nghe được Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói một cái quốc độ mà quá thù thắng. Thù thắng, quá trời thù thắng. Nên từ nơi đó trong lòng con hoan hỷ quá, hiểu không? Quá hoan hỷ rồi. Nên giờ con cảm ơn Phật quá. Và con phát nguyện, con phát nguyện là con phải thành Phật giống Phật A Di Đà. Xong Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài có tha tâm thông, Ngài biết, Ngài biết ý nghĩ của họ nghĩ cái gì. Rồi xong Ngài mới thọ ký cho họ là những con người này sẽ thành Phật giống hệt Phật A Di Đà. Nhưng mà cái nhân duyên mà nghe tịnh độ của họ là đã cúng dường 400 ức vị Phật trong vô lượng kiếp. Kinh cho quý vị, giỡn đâu nghe. Đó, mà họ phát nguyện là tương lai thành Phật giống Phật A Di Đà. Cái này mới là đáng tiếc. Quá tiếc không quý vị? Tiếc quá. Thí dụ như bây giờ đi, mình nói thí dụ nhóm A Xà Vương Tử đang ngồi đây, mà thí dụ những đức là người nói về thế giới cực lạc, là những đức là Phật A Di Đà. Thí dụ, ví dụ những đức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang nói gì thế giới cực lạc, thì tại sao ngồi đây mà không chịu phát nguyện là đời này con phải niệm Phật sanh cực lạc, hiểu không? Mà lại nghĩ tương lai. Nếu là nghĩ tương lai thì không biết chừng nào. Thọ ký là thọ ký, nhưng mà nó lâu xa. Phải chi mà trước Phật phát nguyện luôn đi, thì Ngài thọ ký luôn cho mình, hiểu không? Ngài thọ ký luôn cho mình là đời này con nhất định phải giảng sanh thì cực lạc. Là Ngài đã thọ ký rồi thì sao? Thì khi quý vị cặn tử nghiệp là Ngài dùng thần lực để gia trì cho quý vị để tỉnh táo, để niệm Phật sanh cực lạc. Cái thọ ký là vậy đó, hiểu không? Ví dụ quý vị trước Phật vị vừa phát nguyện đời này con phải niệm Phật sanh cực lạc, đời này con phải phát nguyện sanh cực lạc, chở ngại gì con cũng niệm Phật sanh cực lạc, cỡ nào con cũng niệm Phật sanh cực lạc, thì tức khắc quý vị từ cái tâm đó mà Phật thọ ký, hiểu không? Thì tức khắc đời này quý vị cái tâm tính tâm mạnh quá, thì quý vị biết rằng là khi cuối đời Phật gia trì, mà Phật gia trì bằng cách nào? Ngài phóng quang nhiếp thọ bao trùm quý vị lại đó. Mà khi Ngài phóng quang, Ngài nhiếp thọ đó, là quý vị biết rằng là giống như bây giờ mình là cái ly này đi, mình là cái ly, mà bây giờ ánh quang minh á của Phật A Di Đà nó bao trùm cái ly lại, là một cái vòng bao cái ly lại. Nói dễ hiểu á, quý vị thường bị mê á là ma tà quấy rối, nó đứng nó kêu ghéo, nó la lối sùm xung quanh quý vị. Quý vị là cái ly,
nó đứng quanh nó la lối âm sùm, tác động được cái ly. Nên quý vị bị mê, bị sợ hãi, bắn loạn tâm trí, không có định tâm. Mà quý vị được Phật dùng quang minh để chùm quý vị lại thì cảnh giới ma tà nào mà nó dám đứng la khư khư. Hiểu không? Đó. Mà nó có la cũng không tác động được. Tại vì quý vị được quang minh Phật bao trùm rồi, thì lúc đó quý vị nằm trong quang minh của Phật thì nó sảng khoái cỡ nào chưa? Nó sảng khoái cỡ nào chưa? Tỉnh veo, tỉnh bơ. Lúc đó vị niệm có Phật hiệu là ngày rước mình về cực lạc rồi. Đó. Cái đặc sắc là ngay chỗ này nè. Nên khi cái người mà tin bổ nguyện đó, họ sẽ được lợi ích gì đó. Còn khi quý vị tạp tu á, thì có khó cảm với bổ nguyện. Tại vì tạp tu thì giống như bây giờ quý vị dương cung lên mà bị nhắm mục tiêu thì sẽ dễ trúng mục tiêu hơn. Là dương cung lên mà gà ba chỗ, nhắm đây, nhắm đây, nhắm đây, cuối cùng băng chung giữa không trúng gì hết trơn. Thấy chưa? Còn mình nhắm mục tiêu thôi, như mình tu là chỉ có tin Phật A Di Đà thôi. Như vậy thì mình đã tin A Di Đà Phật thì Ngài có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề cho mình, đúng không? Cái này mà cái tuyệt chiêu của tịnh độ, tịnh độ thù thắng đó. Khi quý vị mà tin đến mức cực điểm thì Phật A Di Đà Ngài thọ ký với quý vị, Ngài ở thế giới cực lạc theo bổn nguyện mà thọ ký. Nó tin tới cùng luôn, mà cuối cuộc đời bị mà ngắt ngang ngắt ngéo, Ngài cũng đến nữa. Tại thường Ngài con nhỏ nó tin dữ quá, hiểu không? Bây giờ nói về thế gian dễ hiểu nè. Quý vị mà có một vợ một chồng mà quý vị có khổ cỡ nào quý vị cũng sống với người ta, thì cỡ nào cái thằng chồng đó với cái con vợ đó nó cũng phải có trách nhiệm. Người ta có tình có nghĩa với mình từ xưa tới giờ, có khổ cực từ thở ban đầu mà cho tới khi giàu sang rồi tới nghèo hèn nó dắn đi theo mình. Quý vị bỏ họ được không? Đâu có bỏ được. Mà chung thủy với họ thì sau này mình có bệnh đau, ngắt ngang ngắt ngéo, ung thư lở lét, nó cũng phải chăm lo mình. Tại vì cái trách nhiệm là phải như vậy, đúng không? Nhưng cái ông này ông có ba con vợ, thì con vợ này nó nói để cho con nhỏ nó lo đi, lúc nó có đồ ăn ngon nó cho con nhỏ nó ăn. Con nhỏ kia nói để cho con nhỏ vợ lớn lo đi, nhỏ vợ lớn có trách nhiệm, để con nhỏ vợ bé lo đi, thường chạy lại đó chơi. Nó cuối cùng ổng nằm chèo queo như con mèo, đứa nào cũng đẩy tới đẩy lui chứ. Thì ai chăm quý vị? Thì giống hệt như vị tu nhiều môn. Thấy không? Tu nhiều môn vậy đó. Vì tu nhiều môn quý vị không thâm nhập môn. Còn người ta ngày xưa người ta tu đa môn, nhưng người ta quy đa môn thành nhất môn. Cái này mới là cao thủ võ lâm, không đơn giản, đúng không? Người ta tu đa môn mà ta quy nhất thành nhất môn, nên người ta mới cảm với bổn nguyện Di Đà. Còn mình tu đa môn mà mình lại phân môn thì cuối cùng làm sao mình cảm được bổn nguyện Di Đà? Thấy không? Nghe cái này đúng là nó tê tái cõi lòng chứ không phải chuyện giỡn. Đúng là tu tịnh độ mà nghe cái này là mê luôn quý vị ơi. Thấy không? Đó. Bây giờ quý vị nghe gì đi, thì bây giờ mình đặt lòng tin là ngay ai với Đạo Phật. Con tin ai với Đạo Phật, dù con còn sai, con còn lỗi lầm, nhưng con vẫn tin Phật, con tin Phật rước con. Con tin Ngài, con tin Ngài, con tin Ngài. Chưa? Tin tới cùng luôn. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị cỡ nào quý vị cũng tin những đức, thì cỡ nào như cũng nhiệt tình quý vị, thấy chưa? Rõ ràng không? Còn bây giờ quý vị nói ông già ăn dạng vậy thôi, tôi về nhà tôi không có tu theo đâu. Tôi nói khô họng mà bây giờ không tu theo thì làm gì tôi trách nhiệm với người chỉ cho nó mệt đi, đúng không? Còn cái này mình nói người ta nhiệt tình, người ta tu theo, người ta nghe lời mình, thì mình phải làm sao mình tu để cầu Phật giang hộ, để mỗi buổi giảng con lên giảng nó thâm nhập, đúng không? Chúng sanh ta tin con mà, tin con thì Phật A Di Đà, con niệm Ngài, Ngài phải giang hộ. Khi
khi con giảng pháp ngài phải chéo chéo cho con vài cái. Nói vậy thấy mỗi lần như Đức giảng pháp là hoan hỷ, vậy thấy chưa? Giảng pháp là hoan hỷ. Mà giảng pháp mà nó hoan hỷ thì mới sanh pháp. Còn giảng pháp mà nó không hoan hỷ, nó sanh phiền não. Nó giảng chút nó kể chuyện tào lao, nó nói chuyện năm trên xóm dưới tùm lum tùm la, tầm bậy bạ không quý vị ơi. Nó nào là nó chăm thọt, đang giảng mà cũng chăm thọt nữa. Còn cái này mình mà Phật gia hộ mình là mình hoan hỷ dữ lắm. Cái gì thấy nó cũng tốt, thấy bà nào cũng đẹp. Khen mấy bà đẹp đó, mê lắm nghe. Mày biết. Người ta tu rồi lâu lâu mình nói thật lòng mình nó gặp cô sao cô tu sao bữa nay mặt mày héo queo nè. Thầy vô duyên. Tự nhiên vừa nhìn mặt ta nói ta héo queo. Không? Mình nói cô tu bữa nay thấy mặt cũng sáng sủa. Thiện thầy. Thiệt không thầy? Thấy không? Không mà thiệt quý vị là sáng sủa thiệt á. Nhất là cái lúc mà ngồi nghe nhà Đức giảng là sáng nhất. Vui quá. Hiểu không? Ở đâu mà có cái tập thể này chàng. Thể này dữ lắm á nghe. Nên Phật tử mà nói khắp nơi nơi mà không đi đến đây về mà cộng tu là uổng lắm á. Quá uổng. Uổng lắm. Dù chủ nhật nào mà quý vị mà không đến á, là chủ nhật đó quý vị sẽ tăng quan gia thêm. Tại vì quý vị không có tu, không có được an lạc thì tăng quan gia lên chứ sao. Cái cõi này cho quý vị biết nghe, nó đến và nó đi á, giống như là chợ búa vậy, kỳ cục lắm. Nó vừa đi xong mãi đến nữa. Con quan gia nó kỳ cục vậy đó. Tại mình còn ở cõi này, lúc mình an lạc thì nó chạy ngồi săn, nó đỡ. Nhưng khi mình buồn phiền nó chạy lỡ à. Thì lúc mình vui thì mình cảm với cảnh giới của Phật, thì quan gia chạy trốn mất tiêu. Nhưng mà khi mình phiền não là mình cảm với cảnh giới của ma, thì ma chạy lỡ. Đúng không? Nên nói là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật phải lỡ đây. Để làm chi? Để mà quan gia nó chạy đi, chạy càng ngày càng xa luôn. Đúng không? Rồi sao? Rồi mình an lạc, mình vui. Mình vui rồi con quan gia phiền não chạy. Nó bây giờ quý vị coi, khi quý vị buồn là tất cả con người buồn nó sẽ đến với quý vị. Mà cả ma tà buồn cũng đến luôn. Mà cả khi quý vị vui rồi, ma vui nó mới đến. Ma cũng có ma vui nữa đó nghe. Trời ơi, bây giờ không có cái bà kia kìa, con ma vui nó nhập vô người bà. Nó đến với mặt nó nhảy tưng 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 cười hú hí hú hí. Nói ai đây? Nó dạ ma vui. Ghê không? Vui với vậy ma vui nhập vô cười quá trời luôn. Nó thì thấy không? Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình phải nhận thức được, khi mà mình vui á, là cả ma vui nó cũng tìm. Mà khi mình buồn là toàn bộ cái buồn đến tìm mình không. Nó nên con người mình phải cần có niềm vui. Nên cái câu nè, hồi sáng hồi tối qua nói đó, ngày lãng phí nhất trong đời là ngày chúng ta không cười. Nhớ nghe, ngày lãng phí nhất trong đời là ngày chúng ta không cười. Bạn không có nụ cười là bạn không có mùa xuân. Đúng không? Bạn có nụ cười bạn mới có mùa xuân. Dù là ung thư, bệnh gì đi chăng, vô duyên, mà cười giết nó cũng có duyên hết ung thư. Tôi nói thiệt chứ, nói gì vô duyên á, tôi nói tôi đứng đầu. Ngày xưa mà đời tôi vô duyên còn hơn cái gì. Thấy con hình ảnh xấu chưa, như con ma, nó kỳ cục còn hơn, đen thui xấu quá, hồ hốc. Mà ngoài đời còn coi được hơn khi đi vô chùa tu nghe. Hồi cấp mới vô chùa tu ở trên kia là xấu lắm. Xấu kỳ cục. Chứ ngoài đời tôi đâu có tệ gì đâu chàng. Đời có được lắm á.
biết bận đồ, đồ diện, đồ ghê lắm, không có giỡn đâu nghe. À, nên từ nơi đó mà khay sao đi vô chùa xấu xấu vậy mà xấu kỳ cục. Quý vị thấy cái thời gian con người không? Quý vị thấy không? Quý vị hãy nhìn hình ảnh như đứa quý vị thấy nó đi từng đoạn đời người. Ngộ ghê á. Còn nhỏ thì cũng được, lớn lên cũng có được, nhưng mà đi vô chùa nó lại xấu. Lưu vô chùa xấu rồi một khoảng thời gian dài thấy ghê, rồi xong bây giờ coi được lại. Thấy chưa? Nên khi quý vị đi tu á, lỡ quý vị bị cái gì á, quý vị đừng có chán nghe. Nó từ từ nó hình thành lại à. Nên bệnh hoạn đồ đừng có buồn, cười đi. Mà muốn cười thì phải niệm Phật. Ồ, niệm Phật mới cười được chứ. Không niệm Phật sao mà cười? Không niệm Phật không có nụ cười đâu. Danh hiệu của Phật A-di-đà là một danh hiệu quan hỷ. Nên người mà niệm danh hiệu Phật là niệm danh hiệu quan hỷ. Sanh tâm quan hỷ, sanh tâm an lạc. Nên cái người tin tịnh độ phải tin cái lòng tin cho cực kỳ trong sạch. Bởi vì coi như chùa mình, con bé Liên Tịnh 11 tuổi là lòng tin trong sạch đó. Thấy không? Cuộc đời quý vị đã thấy nhiều người tu nhiều chục năm mà chưa mắc được như nó nữa. Chính mắt những đức thấy nó đi trong câu ai với đạo Phật. Cứ để yên đi một chút đi tính. Khi mà nó lòng tin trong sạch rồi thì bị thấy đi không? Đặc biệt chứ. Mà chính mắt những đức thấy rõ ràng đi trong câu ai với đạo Phật chứ. Mà chỉ có 6 tháng với 1 tuần, chắc không biết Bồ Tát phương nào đến luôn. Không phải tầm thường, hiểu không? Con nít 11 tuổi nào mà nói chuyện chuẩn gì? Lạ kỳ quá, hiểu không? Bởi vì Bồ Tát ở cõi này cũng nhiều chứ không ít, đúng không? Không ngờ đó vị ơi, khi cái bụng trình bình vậy mà Bồ Tát rồi sao? Vì mang cái thân tứ đại mà hiện đủ thân thôi. Và đừng có khinh người ta. Khinh người ta bậy bạ thì khinh ngay Bồ Tát. Thấy không? 6 tháng 1 tuần thôi. Vậy mà cuối cùng thành tựu thù thắng gì? Chính mắt như Đức thấy mà niệm câu Phật hiệu mà ra đi trong câu Phật hiệu nhẹ nhàng đi luôn. Quá thù thắng rồi. À, chính những đức mà trong cuộc đời tu mà thấy có nhiều người tu nhiều chục năm á. Trời ơi, đi vất vả thì ghê chào. Đi thấy thì không có gì đặc biệt. Nhất là không niệm Phật á nghe. Không niệm Phật đi thê thảm lắm á, giỡn đâu. Vì ơi, bây giờ phải bám chắc câu Phật hiệu thôi. Nó gọi bà cụ Sáu trong chùa mình nó có 3 năm. Thấy chưa? Mà biết ngày giờ giảng sanh. Có 3 năm mà biết ngày giờ giảng sanh. Còn cái bà cô mà đi lụm rác ở ngoài mà bị bệnh tiểu đường đó, thấy không? Mà tới ngày ra đi mà bò là tới cổng chùa mà nằm. Đúng là Bồ Tát thì hiện kỳ cục ghê. Lạ kỳ quá. Nói cho vị nghe chứ cái bà đó là bị Như Đức đuổi luôn. Tại quy tắc mà nói mà bây giờ đâu mà không giấy tờ chứ hộ niệm sao được đây. Rồi mắc rồi xong làm sao làm giấy báo tử. Thì hiện ghê chưa? Mà không phải trực tiếp ra mà la gầy gì chứ. Mà kêu mấy chú không nhận. Kêu nơi nào đến chở về nơi đó đi. Xong bà kêu mấy cái người mà đưa bà đến nó đi về hết đi. Ghê chưa? Cái ông này ông nhận tôi. Đậu lịch thằng sắp kỳ cục. Thì hiện ghê không? Cái tâm tôi thương bao nhiêu con người mà là tôi bỏ ai. Nhưng mà phải chơi vậy đó. Chơi với Bồ Tát là phải chơi vậy đó. Vì có bản lãnh thì bị chơi, còn không bản lãnh thì đừng có đụng vô. Hiểu không? Bản lãnh đó, người ta phải diễn vậy đó. Lên bờ xuống ruộng vậy đó. Nó rồi xong mới cho vô. Vô xong rồi lỡ vòng hộ niệm. Ê, đâu đến đây? Đó. Thế chưa? Không, con ở đây, con mắc ở đây đó. Mắc sao? Mắc kỳ cục là đây, mắc kỳ cục với trời. Con sẽ đi ở đây. Con nghe thầy giảng, con phải niệm Phật đi ở đây. Vậy là quyết tâm giảng sanh phải không? Quyết tâm. Vậy được, hộ niệm. Ghê không? Bữa sau đi. Bữa sau ra đi liền. Thấy chưa? Hộ niệm xong rồi đi nhẹ nhàng đàng hoàng qua sen mọc từ miệng ra. Lạ chưa?
Kinh chưa? Đó. Gặp nhiều Bồ Tát lạ kỳ lắm. Chùa mình nghĩ chứ cũng không ít. Tại vì sao? Vì bây giờ chuyên niệm Phật quá. Bây giờ chắc là Bồ Tát khắp nơi phải về. Để làm chi? Để rèn, để làm biểu pháp, để cho quý vị tăng lòng tin tịnh độ lên. Không? Thể hiện Bồ Tát già, Bồ Tát lớn tuổi. Bây giờ tới thể hiện Bồ Tát con nít. Nó, Bồ Tát nít lợ. Liên tịnh 11 tuổi lợ. Vừa gặp cái, bây giờ con muốn hết khổ không? Dạ muốn. Niệm Phật hết khổ, về cực lạc cũng hết khổ. Ở cõi này là còn khổ nghe con. Dạ con nghe lời thầy. Rồi nhiêu thôi, cứ niệm Phật hoài luôn. 6 tháng một tuần, cứ nắm chắc câu Phật hiệu. Ba mẹ nói con đi bệnh viện không con? Hồng. Con uống thuốc không? Hồng. Con muốn niệm Phật sanh cực lạc thôi. Quý vị hỏi ba mẹ nó có phải không? Rõ ràng luôn. Lòng tin người ta mạnh thấy ghê. Có những người tu bao nhiêu chục năm cũng không tin như cháu nữa. Nói một lần thôi là nghe là làm luôn vậy đó. Không bao giờ đòi thuốc men gì hết chứ. Bụng bự trình binh. Hỏi bụng bự đau không con? Không. Nặng chút xíu chứ không đau. Chứ bự thì phải nặng thôi. Hiểu không? Nó vậy đó mà khi cuối cùng cuộc đời, khi ra đi, lễ xong rồi mới đi. Vừa tổ chức lễ xong bữa sau, kêu mẹ mời thầy vô con gặp một chút. Thế nó nằm sao nó đi ra gặp được. Phải mời, kêu mẹ mời thầy vô con gặp một chút. Thì Như Đức vô hỏi có gì không con? Con chuẩn bị đi. Đó. Ghê không quý vị, thấy Bồ Tát làm việc kinh khủng chưa? Bây giờ con nói với mẹ con rồi, khi con mắc xong mà thiêu xong, con để lại cho thầy chiếc lắc Ai Với Đạo Phật. Vì thầy giảng một câu Ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Nên con để lại chiếc lắc Ai Với Đạo Phật đó, thiêu mà không cháy, để cho gọi là bổ nguyện chân thật. Thấy không? Thấy đặc biệt chưa? Thiêu xong rồi, bạc dây chuyền gì của mẹ tặng mất tiêu, chỉ đúng chiếc lắc còn y nguyên. Chiếc lắc Ai Với Đạo Phật còn y nguyên. Mà cái lửa đó mà bạc mà sao còn quý vị? Cái lửa đó mà bạc sao mà còn? Lửa có lò thiêu dữ lắm quý vị ô. Vậy thấy không? Nó đây em, bổ nguyện muốn nói lên rằng nếu như quý vị tin vào bổ nguyện Di Đà thì cái lửa của ngũ dục lục trần này không có đụng được bổ nguyện Di Đà. Mà lửa ngũ dục lục trần nào là vợ, nào là chồng, nào là con, nào là của cải, nào là bạn bè, anh em, đa dạng con người đấu đá tranh giành, làm khổ đau nhau. Đây gọi là lửa của ngũ dục lục trần. Nhưng bạn chỉ cần tin tịnh độ đến nơi đến chốn chân thật, thì cái lửa ngũ dục lục trần này nó không bao giờ trở ngại con đường giải thoát của bạn. Nhớ nghe. Bao nhiêu sự trở ngại đó, đó là một phương pháp để nó bào mòn nghiệp chướng cho bạn đó. Giống như Đức đã từng kể câu chuyện hai cục đá. Hai cục đá đều nằm ở trong một cái hốc bị người ta phóng quế tiểu tiện liễn rác. Có một người lỡ đã nói rằng bây giờ ở đây hoài bị người ta phóng quế liễn rác, tội nghiệp quá. Đi theo tôi chịu cực khổ, tôi đục đẽo chưa, để trở thành một pho tượng được người cung kính. Một cục thì chịu đi, còn một cục thì nằm đó. Không, tôi ở đó, tôi không đi, cục kia đi. Thì vài năm sau đục đẽo thành một pho tượng, được người cung kính lễ lại cúng dường chuối bánh kẹo nho mỹ quá trời. Thì vị biết rằng cái cục đá mà quằn quại kia bị phóng quế bò lết lại. Trời ơi, đa cũng cùng là đa. Vậy mà anh thì được nhiều người cung kính, còn tôi thì ai cũng xem thường tôi hết. Xong cục đá kia nói, tôi được như ngày hôm nay được người cung kính, tôi cũng phải chịu khó, chịu cực, bị đục, bị đẽo, đau đớn thân thể, tôi mới được như ngày hôm nay. Còn anh không muốn chịu đau đớn nên anh mãi mãi là một cục đá nằm bị người ta phóng quê.
đúng không? Một con người mình muốn hưởng ngũ dục lục trần, ăn chơi sa đọa thì mình mãi mãi là một con người cúi mặt nhìn đời. Phải đi chích xì ke là cúi mặt nhìn đời không? Ăn trộm ăn cắp phải cúi mặt nhìn đời không? Bây giờ như Đức nói câu này mà ai mà là người ăn trộm ăn cắp phải cúi mặt nhìn đời không? Thì bị ngước mặt nổi không? Bị dám hãnh diện rằng tôi đi ăn trộm ăn cắp không? Dám hãnh diện với con cái là cha mẹ ăn trộm ăn cắp nè, dám nói câu đó không? Không bao giờ nói đâu quý vị à. Nên từ nơi đó mà cái ngũ dục lục trần bước vào chơi thì tưởng đâu là ngon lành, nhưng bước ra thì khó. Mà cúi mặt nhìn đời còn chịu cảnh đọa lạc trầm luân đời đời kiếp kiếp. Tại sao không quay đầu lại để sửa đổi lỗi lầm, để trở thành một con người đặc biệt, ngước mặt nhìn đời, đúng không? Có một thằng con trai cũng đẹp trai lắm, nó đi qua Đài Loan công tác lao động, xong nó đi qua bệnh nó chích xì ke. Có bạn gái đẹp lắm, bạn gái bỏ chích xì ke lấy làm gì nữa. Xong mẹ cũng đi đến đây tu thường xuyên, thì bị biết rằng là mẹ đau khổ ghê, dẫn đến gặp Như Đức nói một câu: nếu quyết tâm một năm chờ sửa đổi lỗi lầm để mấy mươi năm ngước mặt nhìn đời thì suy nghĩ lại, còn nếu như ăn chơi một năm mà mấy mươi năm cúi mặt thì cứ làm đi. Cuối cùng đưa nó qua chùa mới, bữa nay ngon lành luôn. Phải tiếp nhận kìa, phải tiếp nhận mới thành công, mà không tiếp nhận sao thành công? Có nhiều thằng mình nói nó có nghe đâu, con thằng mình nói nó nghe mà nhờ mẹ người ta tu. Bà mẹ là bà chịu khổ, ông chồng bà chịu khổ luôn thằng con. Chồng cũng chích xì ke, con cũng chích xì ke. Bà phải chịu khổ hai người đàn ông trong cuộc đời bà. Bà nghe pháp như Đức, bà nói con chịu đựng được hết, con chấp nhận chịu đựng hết. Con nghe thầy nói Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chỉ cần chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, con chịu đựng hết, con quyết tâm con tu. Nhưng bây giờ con phải làm hết cái tấm lòng của con đối với gia đình, với mọi người bên cạnh con. Nhưng con phải tu chứ con không nặng nề gì họ. Bà duy trì được cái tâm an lạc bình thường. Có cảm ứng đó quý vị ơi. Còn quý vị làm không được kết quả là vì sao? Vì quý vị đem cái tâm tu mà cắm vào chồng, vào con, nên quý vị không thành công. Đem cái tâm tu mà cắm vào chồng, vào con, cứ nặng nề với họ, rồi lo âu cho họ, họ đi đâu đêm hôm cũng lo, trong khi nó đi ăn chơi mà mình ăn không ngon ngủ không yên. Đó là mình tạo cái nghiệp cho con mình nặng thêm. Nên mà muốn chuyển con tầm bậy sao chuyển được. Tu nhưng mà không mở tâm ra, tu mà không sanh trí tuệ, tu mà không dẫn người ta mà để người ta dẫn mình, mà người ta không dẫn mình mà mình cũng tò tò đi theo, vậy mà muốn độ người ta sao được? Ngồi suy nghĩ đi, thấy không? Tôi tu mười mấy năm nay tôi dẫn người ta không á, ai dẫn tôi đâu? Tôi đi dẫn người ta không, còn gia đình tôi buông ra mà họ cũng đến đây à, tự họ đến, tự chòm sớm láng giềng đến, bà con dòng họ đến, anh chị em khắp nơi nơi đến, đúng không? Vì người ta thấy mình an lạc, mình muốn cho người ta thấy cái pháp tu của Phật là tốt thì mình phải tu tốt đi. Mình cho người ta thấy mình tốt đi, mình an lạc đi thì người ta đi theo. À, nghe những công đoạn này nó thấm thiết mùa xuân lắm. Tại sao nó thấm thiết mùa xuân? Vì cái niềm vui nó thấm thiết cuộc đời lắm á. Cái niềm vui của thế gian á, thấm thiết cuộc đời quý vị lắm á. Vì khổ đau đến mức cùng cực là do vì cái niềm vui quý vị đã từng hưởng thế gian á. Nên nó dở mặt với quý vị nên quý vị mới khổ đó. Khi mà hận một người nào nặng là do đã từng quá thương người đó nên mới hận người đó nặng, đúng không? Có cô kia nói tờ sao thầy giảng sao mà nó chết cõi lòng con luôn. Nói sao mà chết bà được,
giảng cho bà tỉnh cõi lòng chứ chết cõi lòng cái gì. Nó nói là chết cõi lòng là nó thấm thiết từng câu từng chữ. Thầy ơi, đó thầy ơi, nghe câu mùi thấy ghê. Thầy ơi, nó nói con nè, trời ơi thương chồng, thương đến mức không tưởng tượng được, thương quá trời thương, mà chồng nó cũng thương con cực kỳ thương luôn. Vậy mà nó nở lòng nào nó bỏ con đó thầy. Con không ngờ chồng con bỏ con luôn. Nó là anh thương con như vậy mà cuối cùng anh lại bỏ con. Từ một cái tình thương cực kỳ thương mà trở thành một cái mối hận thù mà vô bờ vô bến. Ghê chưa? Nó rõ ràng chưa? Nó thương nhiều thì hận nhiều. Nha, bây giờ mình tu rồi, đừng có hận nữa nha. Nha, hận làm chi? Cho người ta khi khi dễ tới mồ luôn. Không, mình giờ biết tu rồi hận gì nữa? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì mà hận. Nó, nhưng mà mình phải có cái góc độ trả cho cực kỳ khôn ngoan, trả có trí tuệ, đừng có mù quáng trả để đi đọa lạc. Mà mình vừa trả mà mình phải vừa tu để mình vui, mình vừa vui mà mình vừa trả. Vừa vui vừa trả nó mới ngon. Mà vui trả là trả cấp kỳ. Thì thấy không, cái ngày vui nó qua mau lắm, còn cái ngày buồn nó qua lâu lắm. Nên buồn trả nợ nó cũng lâu hơn vui. Hay chưa? Nên từ nơi đó mà mỗi cô ngồi đây hay mỗi người khắp nơi đang coi trực tiếp chương trình này, bây giờ những buổi chia sẻ như Đức là coi trực tiếp đông, đông lắm mấy chú, nó càng ngày càng đông dữ lắm. Thì bị biết rằng á, nghe gì rồi á, ngồi trong cái phòng một mình mà nghe mà trong lòng nó sung sướng gì đâu á. Hiểu không? Qua trời là sung sướng luôn. Có cái bà kia nghe, bà nói nó thật sự, bà nói 100% luôn. Bà nói là bà ngồi trong phòng bà nghe Đức giảng mà bà ôm điện thoại bà hung chục chú. Nói trời. Bà nói là, con cảm ơn thầy đến mức mà con biết làm sao. Bà ôm điện thoại hung chung điện thoại. Bà nói bà hung chung đứng máy điện thoại luôn. Bà hung vào cái chế độ đứng rồi này, đứng rồi luôn. Trời ơi. Bà nói công nhận thầy từ bi tới ghê, khi hung tự nhiên thầy dừng lại. Cái bà, không mà nhiều người nghe, người ta nghe mình người ta quá cảm ơn quý vị. Ta quá cảm ơn, ta không biết làm sao, ta quên mất tiêu luôn. Nghe không? Ta quá cảm ơn, nó giống như nó đột phá ngay tâm tư người ta quý vị. Nó quá giải cái tâm tòi ơi quý vị coi. Giác một cục đá mà bao nhiêu năm chờ nặng nề biết bao nhiêu mà nói. Vậy mà bây giờ mà giúp cho buông cục đá ra, quý vị nghĩ đi. Quý vị có mừng cỡ nào không? Mà quý vị nhớ nghe, cái cục đá khổ đau trong cõi đời này nó không phải mới có đời này giác đó quý vị. Trời ơi, nó giác ở cõi đời này nhẹ đó. Vậy mà nó giác trong tam đồ ác đạo không biết bao nhiêu vạn năm cái cục đá khổ đau này. Vậy mà khi nó sanh đến cõi này tiếp tục nó giác cục đá nhỏ thôi mà mình đã khổ gì nè. Nên quý vị ô, đời này của mình phải quyết chí buông cục đá này ra để bay về cực lạc thôi. Phải quyết tâm nghe quý vị, quyết chí mới được nghe. Đó, nên á, tin tịnh độ như thế nào mới vãng sanh thù thắng là lòng tin phải trong sạch. Tin phải trong sạch. Nói bây giờ muốn độ ai, mượn ngôi chùa nào đó để dẫn dắt người ta tu, coi chừng tu một thời gian người ta chuyển luôn. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Muốn cho cái người đó tu không phải mình đến mình tổ chức, mà là tự người đó phải đứng ra tu. Cho vị biết, người ta không tu, mình tu khi lên một chút là người ta trở ngại. Nó kỳ cục vậy đó. Từ khi người ta tu người ta mới cảm được cái pháp này. Còn người ta không tu là do nơi người ta buồn quá, nên người ta để cho mình rủ người ta đến để vui. Rồi có khi mình cũng là cái gì lợi ích cho người ta một chút thì người ta cho mình tu. Nhưng mà khi hưng khởi lên
là bắt đầu người ta tìm cách người ta nói để chuyển xây cái nội bộ đến đó tu. Nhớ đó, không khéo coi chừng có hại, đừng nói gì có lợi. Nó làm mắc cái cách tu mình luôn, chuyển tâm mình luôn. Nên tốt nhất thôi, ở xa mà mỗi ngày nghe pháp được hai thờ yên vui thì cứ như vậy mà tu, rồi ở nhà có ngôi tam bảo thờ, cứ lại đây thỉnh tượng Phật rồi đem về thờ, rồi hai thờ tu rồi nghe pháp, rồi những buổi gì trực tiếp coi được ngon lành mà tu đi. À, cho nó chắc quý vị ô. À, có đó, bị rồi kìa. Nó trên thành phố cấp trước có một cái cô á, dẫn nguyên một nhóm đi lại cái chùa tu á, cũng nói ban đầu tu phương pháp của thầy bắt pháp được kịch liệt, thời gian mất tích, cuối cùng chuyển luôn, bây giờ thành hình thức không, đâu có gì tu mà niệm Phật gì nữa đâu. Nó nguyên nhóm đi theo dính bon luôn. Ghê chưa? Cẩn thận nghe. Cái này là tôi nhắc quý vị, tôi cũng động viên cái việc mà phát triển cách tu, nhưng mà thôi gia đình vẫn là hay, vì mình là quyết định. Nó rõ ràng ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Thấy không? Muốn mà thành công được là cái người chủ ở cái chùa đó là phải có cái tâm tu gì nè. Rồi chính người đó phải lặn lội gầy mò mà tu. Rồi từ một hai người tu rồi mình thấy vậy rồi mình mới lỡ tu, nó mới có kết quả. Chứ mình là cư sĩ mà, làm sao mình lỡ mình quyết định cho người ta. Ban đầu người ta không nói mình là gì, người ta chưa có đủ cái quyền để quyết định mình. Nhưng mà sau này từ từ rồi, người ta thấy mình làm mưa làm gió được, người ta không thích. Cái người ai mà không có cái ngã trời. Tôi làm chủ mà để nó nhóc nhen mà nó đứng nó nói này nói kia, hiểu không? Mà cái ông này giảng ở đâu mà đem lại chùa tôi? Đó, người ta phải cảm nhận đối với mình, rồi hoàn toàn kết hợp với nhau xem đây là pháp của Phật, để mà cùng hoằng truyền thì điều này mới tu được quý vị ô. Cẩn thận nghe. Đó, nên tất cả quý vị tuy là có tâm lớn, nhưng vì cực lạc đi tâm mới lớn. Ôi, ở cõi này mà chúng ta mà nói tâm lượng lớn, mình phát tầm bậy tầm bạ chừng rớt xuống hầm cái da rỉa chết mù. Bây giờ mình lo mình đi, mình là phàm phu còn ở trong cái ngũ dục lục trần này, chưa thoát ra được mà muốn cứu chúng sanh. Những đức còn chưa dám nói cứu ai nữa. Tôi là người cùng quý vị tu, cùng chia sẻ để cùng tu, để cùng cầu sanh cực lạc. Nạnh tên nào nạnh bay về cực lạc, tôi ai gịch ai được đâu. Hiểu chưa? Mình cùng niệm Phật thì Phật rước mình về cực lạc. Ai niệm Phật thì Phật rước, ai không niệm thì thôi à. Thầy niệm thì Phật rước thầy, mà cho niệm thì Phật Phật rước cho. Còn thầy cho không niệm thì thôi. Đúng không? Nên quý vị đừng có hiểu lầm. Lần hiểu lầm là tôi cứu ai kia chưa? Tôi cứu tôi đó, chứ tôi không cứu ai đâu. Hiểu không? Tự nói đoạn này sao cà lâm kỳ cục quá. Phật A Di Đà ngày chéo cái miệng cái lưỡi nó cong lại chơi vậy đó, được không? Chỉ cần chúng sanh vui là Phật Bồ Tát vui. Hiểu không? Đó, nên cả đời mình là chúng sanh hoan hỷ, là mình hoan hỷ. Nó không đúng là cái buổi chia sẻ này dữ dằn lắm mấy vị, không đơn giản nha. Tính tâm tính nguyện thù thắng không? Nghe chỗ này là mới đặc sắc nữa nè. Khi mà Phật A Di Đà tiếp dẫn quý vị nhớ nha, cái câu này nhắc lại bữa thứ bảy nha. Khi quý vị ở trong lửa mà quý vị ngồi niệm Phật, Phật A Di Đà dùng quang minh chùm quý vị lại, lửa không có cháy quý vị. Không đơn giản đâu nghe. Nếu như thọ mạng vị chưa đến thì Phật A Di Đà bao chùm quý vị là lửa không có cháy, vị sống bình thường. Cái bà này làm tôi hoan hỷ quá. Hiểu không? Còn nếu thọ mạng mà đến là Phật rước quý vị
trước thời gian chết. Thù thắng chưa? Nên gặp kiếp nạn gì trong cuộc đời này phải ngồi im mà niệm Phật. Cái chết của chúng sanh là do gì? Loạn tâm chạy nhảy mà chết. Loạn tâm nó đè nhau mà chết. Nếu như quý vị trong cái số lượng đông người đó mà bình tĩnh, đứng lên, các chị em anh em ơi, niệm Phật lên, đúng không? Ví dụ như trong cái đám lửa đó đi, mình biết thế nào cũng chết, cùng rủ người, nhiều người niệm Phật lên. Hoặc mình ngồi bình tĩnh, mình nhìn cái phương hướng nào để thoát thân được, để mình rủ người ta, chỉ người ta đường thoát thân, vậy thì còn có cơ may. Còn lang thang chạy dù dù là chết cả đám. Nó tự đè nhau mà chết, tự bất an mà chết. Nên chúng ta là người niệm Phật thấy nó không còn đường rồi, cùng niệm Phật các anh em chị em ô. Mình niệm lên cho nó niệm theo, dù cỡ nào có chết nó cũng sanh vào gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh. Hiểu không? Văn danh đó. Còn mình thì Phật ai đã rước mình về Cực Lạc mất tiêu rồi. Nên cái người niệm Phật ở trong lửa là Phật rước trước khi lửa cháy. Chứ Phật A Di Đà ngày từ bi, ngày không có để cho đệ tử niệm ngài mà bị lửa cháy đau khổ đâu. Nhớ nghe. Này mới là số 1 nè. Còn quý vị suy nghĩ rằng là nước chìm mới bị ngợp sẽ khổ hả? Quý vị mà niệm Phật khi vừa chìm xuống bị niệm, Phật biết vị thọ mạng đã đến, ngài rước quý vị trước khi ngợp. Trước khi ngợp, nghe chưa? Còn nếu thọ mạng còn thì giống như đi trên cát. Có người đó không rõ ràng còn gì. Cái ông đó có niệm Phật gì đâu mà té xuống biển 4 ngày 4 đêm mà như đi trên cát, không chết. Còn cái bà kia 1,5 m té xuống dưới cái hầm 2,5 m. Mà bà nói bà đi giống hệt như cái ông kia trên cát, rồi đi vô bờ, leo lên bờ, phè re. Đó, đặc biệt chưa? Tu tịnh độ là phải tin. Đó. Còn quý vị ở trong bão tố cuồng phong, đất sụp đè bị xuống, ba thứ đất ập xuống, chưa chết liền. Đang nằm ở dưới đó, trong lòng nói: con cả đời niệm Phật, bây giờ con đã như vậy rồi, chỉ trông mong Phật A Di Đà đến rước con thôi. Đây là mình nói thôi chứ lúc đó không có cửa nói cái đó đâu. Đây là mình giảng đó quý vị, mình giảng ra cho người ta hiểu. Thì lúc đó quý vị A Di Đà Phật, mà lúc đó cát đá gì nó đầy họng quý vị chứ, nó đè cứng cái họng làm sao mà mình bây giờ nhúc nhích còn không được, mà đắt ba thước nó đè xuống, mà làm sao mà cái miệng của mình A Di Đà Phật được, không có được. Thì trong tâm tư quý vị nghe, niệm A Di Đà Phật cầu Phật tiếp dẫn quý vị, không có một chút đau đớn là Phật rước vị mất tiêu. Rước mất tiêu rồi chứ để cho bị ngợp hả? Không có gì đó đâu. Bốn nguyện Phật A Di Đà mà để bị ngợp, không có chuyện đó đâu, nhớ nghe. Còn cái người sanh đẻ được đau khổ mà niệm Phật A Di Đà thì đẻ dễ. Chứ quý vị là đệ tử Phật mà để cho vị đẻ khó hả? Không bao giờ để cho vị đẻ khó. Vị mang bầu, quý vị niệm Phật thì tức khắc cái đứa bé trong bụng quý vị nó trở thành là con thuận duyên chứ không phải con nghịch duyên nữa. Hiểu không? Nó đeo máy niệm Phật suốt luôn nghe. Nè Phật nè, chưa? Đeo máy niệm Phật suốt để ngay bụng cho nó niệm theo. Là tức khắc đứa con trong bụng này không phải là quan gia nữa, mà nó là con hiền từ. Nó không có đạp bụng đá hứ chứ. Còn mấy cái đứa quan gia trái chủ lên gói trong bụng chơi vậy đó được không? Thì có không? Quý vị em bầu có đứa lên gói đó, cho chỏ thì đừng nói, cho chỏ chơi nè, cho chỏ bên trái, cho chỏ bên phải, giọng ra quy chương, cho chỏ sau lưng, chân ở dưới đạp. Mà cái chân nó đạp nó đau được bụng dưới, hiểu chưa? Cho chỏ hai bên, bên trái bên phải, phải không? Giọng phía trước là đau muốn gúng. Nó không phải giỡn đâu nghe. Còn lỗ mèo nữa nghe, lỗ mèo nữa đó, quậy đến mức mà lộn mèo luôn, lộn vậy đó. Mà lộn mèo ở trong đó bị đau đớn cỡ nào chưa, ngoài này đau đớn tới mù. Còn khi đẻ đó, nó dậm chân cho đau chơi vậy đó, không chịu chui ra, gặn hoài mà không chịu ra. Tại vì sao? Quan gia mà,
ra liền chi, tôi để cho bà đau một chút. Nó, còn nếu như quý vị lúc mang thai mà niệm A Di Đà Phật thì cái con quan gia này bắt đầu là nó chuyển thành con báo ơn. Mà con báo ơn thì nó nằm im ru, ngoan ngoãn, hiểu không? Phật A Di Đà nói mày á, đây là đệ tử của tao, nghe không? Giỡn đâu nghe, cái cảnh giới Phật A Di Đà mà ở nơi nào mà ngài không đến được, đệ tử của tao, mày đạp bậy bạ không được nghe con. Nói một câu một thôi là nó ngoan ngoãn nghe lời, nằm im ru. Khi mà vừa đưa vô phòng sanh, chuẩn bị sanh, chưa gì hết trơn, chạy cái dù ra. Thấy chưa? Đó, đệ tử Phật A Di Đà. Vì coi cái thằng nhỏ ở Vũng Tàu, thấy cái thằng nhỏ đó nó có khóc không? Thằng nhỏ nó ngộ tới ghê, nó có khóc gì chứ, lạ tới ghê. Nó gặp Như Đức làm kỳ cục ghê trời thật. Gặp Như Đức chu mỏ giống hệt Như Đức vậy. Lạ ghê chưa, mà nó dễ lắm mấy vị ơi. Nó thấy chưa, người ta mang bầu người ta niệm Phật, niệm Quan Âm, lại Quan Âm ta tu. Vì mà ta sanh ra đứa con dễ ghê chưa. Vì bởi vì những cái người mà niệm Phật, đệ tử của Phật là mang bầu đẻ cũng dễ, mà đẻ ra con thảo cháu hiền. Nó thấy không, hay lắm. Nên cái câu Phật hiệu này bị áp dụng trong mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ, vị trí nào cũng áp dụng được. Còn ung thư cứ niệm Phật đi, cứ niệm Phật. Đau bụng như gì nè, A Di Đà Phật, A Di Đà. Ông Dẫn Ngôn, ông Dẫn Ngôn bị nhậm hai con mắt, chơi ghê thiệt, bị nhậm hai con mắt quý vị ơi. Bằng đêm này cái phòng ngủ nó có cái bông sen, nó có bông sen đèn niệm Phật á, mà nó đèn nó chuyển màu hoài à. Chả chơi hai cái máy niệm Phật trắng tư, không phải cái màu này, màu trắng. Cho để vô con mắt vậy, cho buộc vô hai con mắt, bắt niệm Phật lên. Mấy chú ngủ nửa đêm thì ông Những Ngôn thì mặt ông đen, Những Ngôn đen thui à, đen thui tù lùi à. Thì em để hai con mắt buộc vô, vô đây nè. Vì biết ra cậu là tờ. Mấy chú ông ngủ nửa đêm giật mình thức dậy, ông nhìn Những Ngôn, ông nói chào tôi chào. Sao cái ông này sao tự nhiên, sao hai con mắt ông lòi ra tháng tư vậy trời. Cái mặt thì đen và con mắt thì chắc, mà nó lòi ra hai cái máy điện thoại nó bự. Mấy chú ông nói Thôi chùm mền là mấy anh em ơi. Mấy chú ông kéo mền là ông chùm là từ đầu đít, buộc cứ ngắt lại, không dám chui ra. Vì sợ đây cái ông Nhân Ngôn bị tổ quả nhập ma gì, ông cắn cái mồ. Sợ quá. Ông đè. Mà ông Nhân Ngôn thì mưa nằm ngủ nằm vậy nè. Mà hai mắt vậy chứ, mà hai máy niệm Phật. Tàu ô, thấy ghê. Nhìn thấy ghê thiệt. Mà quý vị còn đêm thì thấy gì mà sợ không? Sợ chứ, ớn chứ chữ. Ớn chứ giỡn đâu chợ. Thấy ghê lắm. Vậy đó quý vị, mà sáng mai hai con mắt hết nhậm. Kinh chưa? Quá kinh khủng. Hiểu không? Bây giờ là mắt nhậm nhiều lắm, cứ niệm Phật bình thường đi. Trong chùa này cũng nhậm mà. Tôi mấy ngày nay mắt nó cũng ngứa chứ chưa nhậm. Kệ nó, nhậm ngứa ngứa kệ mồ. Hiểu không? Hiểu không? Từ nơi đó quý vị thấy câu Phật hiệu hay chưa? Quá hay. Không, sức thế gian đều thù thắng. Còn đứa bé, cái người sanh ra đứa bé thúi hình như con chuột thúi, vậy mà đeo cái máy niệm Phật hết thúi. Hay chưa? Không đơn giản chút nào quý vị ơi. Nó nên từ nơi đó mà mình đem câu Phật hiệu này để áp dụng trong cuộc đời, giải quyết hết vấn đề. Cái đứa bé thì ba mẹ nói kìa, con nghe thầy giảng, con nói thầy nói chuyện chậm, nói tưởng đứa này nó câm không. Nó lớn ghê mà nó không nói chuyện một câu. Mà nó nghe biết, nghe được là chưa đến nỗi câm. Cuối cùng nghe bất pháp của Nhân Đức cho nó nghe. Ngộ ghê, bởi vì con nít với Nhân Đức có duyên lạ kỳ. Ba mẹ nó nói là mỗi lần mà bất pháp của thầy lên là nó vỗ tay, nó cười sặc. Mà nó nói nó không chịu nói. Rồi cứ cho nó nghe pháp của thầy giảng. Nó nghe pháp của thầy giảng rồi xong lấy cái máy niệm Phật đeo cho nó.
Cái bữa đó nó đang cừ, tự nhiên nó kêu ba mẹ ơi. Ghê không? Kêu ba mẹ ơi, từ đó sau nói chuyện luôn, khai khẩu luôn. Vì nó đeo máy niệm Phật, nó cười, nó vui, nó nghe pháp, nó vui quá. Tự nhiên khai khẩu luôn, chuyển nghiệp khai khẩu. Bây giờ ba mẹ ẩm lại hồi sáng nói, bây giờ nó nói chuyện như sáo. Nó không nói chuyện thời gian, bây giờ nó nói chuyện đàng hoàng, nó khôn lắm. Gặp Như Đức là ôm chân cứ ngắt. Sao luôn, duyên lạ kỳ, thấy chưa? Nó bởi vì những cái bài giảng Như Đức mắc cười mà cũng nít nó phải coi. Hồi sáng Như Đức nít vô tí tí, bồng trên tay. Mẹ ẩm lại hỏi, con biết thầy không con? Thầy Đức. Trời ơi, mình không ngờ luôn, gì đâu mà nhớ tí tí à. Ngộ tí ghê, nhớ xíu xíu biết thầy Đức. Thầy thấy không, cái, bởi vì mình giảng vui vui, con nít cũng phái nữa quý vị ơi. À, những Đức nói mấy cái bà có bầu mà nghe tu giảng, mấy bà coi chừng mấy bà cười, mấy bà đẻ luôn. Khổ đi tìm bác sĩ. Vui quá cự đẻ luôn chứ sao. Có cái bà kia mới nói bà cười xong rồi bà mỏi cái hả, mà bà không ngừng được luôn, kinh khủng không? Bởi vậy mà kiểu mà cái kiểu mà kiểu mang cái bụng mà sắp sửa đẻ mà cười mà ó vậy nè, tự nhiên sao đẻ mà không hay luôn á trời. Quay lại kêu quá quá trời ơi vậy vậy à? Đâu mà cười đẻ luôn á trời. Thấy không? Này mới là kỳ kỳ tích đấy nghe quý vị. Thấy một câu bằng hiệu hay chưa? Quá hay. Đúng là cái pháp môn tịnh độ này số 1. Không chịu mà giảng tịnh độ nghe, càng giảng nó càng hứng nha quý vị. Không đơn giản chút nào.